Mang giày. Con mang giày. Rồi trời, nhà mang giày nữa nè. Giày này là giày để không nhảy đi cả nhà ơi, chứ không phải giày mang ngoài đường. Hơi quá trời quá đất rồi. Xin chào. Xin chào. Bavi đang nói buổi tối nè, theo với yêu cầu của Bi là Bavi nấu mì cay. Mì cay hôm qua là Bi nói là đòi ăn mì cay ở cả nhà, rồi hôm nay mình nấu mì cay nè. Nãy giờ Bavi bỏ cái bột gia vị vô rồi. Cái này là hôm nay mình ăn mì chăm bông. Cái mì này là hải sản nấu, cũng hải sản ngon cả nhà, nó 4 gói. Bữa nay mình nấu 4 gói mì chăm bông với lại cái này là rau cần với lại giá đậu nành, bầu ngư với con bạch tuộc, tôm vàng. Ông Kim bỏ cái giá đậu nành vừa trước, giá đậu nành mình phải nấu trước á, nó lâu chín lắm. Bầu ngư với lại tôm mình bỏ vô trước nha, cái con bạch tuộc thì nó nhanh chín lắm. Hồi mình bỏ vô sau chứ bỏ vô một lần nó sẽ nó dai. Ngọt hay bắt. Cái món gói mì này nó tròn tròn nè, nó không có vuông nè, tròn tròn. Đó, 4 gói luôn. Không biết ngồi mà chăm chỉ biết cái gì nữa. Xin chào cả nhà ơi. Mình nấu mì xong rồi nè, giờ bắt đầu ăn thôi, ăn mì với lại kim chi nha cả nhà. Hôm nay mình ăn kim chi bắp cải thảo. Cô chú, hôm nay con ăn mì là tại hôm nay là ngày lễ thứ nhì, con muốn ăn mẹ làm cho ăn luôn. Đúng rồi, hôm nay là ngày lễ thứ nhì. Cho nên là cho nhiều. Ừ, để mẹ lấy cho con rồi. Con ăn đi rồi hồi hết rồi mẹ lấy thêm cho con nha. Dạ. Yeah. Ừ. Nè cả nhà ơi, quá trời ngon luôn nè. Wow. Nhìn là hơi bị ngon rồi đó nha. Con mời cô chú ăn cùng đi con. Ăn mừng còn con nhìn nhập cô chú. Nó ăn mì là nó mê dữ lắm luôn á. Hai ba con giống nhau. Ngon không con? Ngon dữ lắm mèo. Ngon dữ lắm luôn. Cái loại mì chăm bông này ngon lắm đó nha. Nó ngon sẵn rồi mà mình bỏ cái hải sản vô nữa là nó ngon nữa đó. Ăn mì thì phải ăn với kim chi bắp cải thảo vậy nè, là nó hợp hơn là kim chi củ cải. Ngon. Trời ơi, ăn mì mà nó già kìa cả nhà. Thế này. Cô ăn bầu ngư với ăn tôm không? Ủa cái mặt, ủa chứ nó chấm còn nhỏ. Ừ. Cây đâu, chỉ có khát nước thôi à. Rồi, bây giờ ăn thôi. Wow. Ăn cùng mình cả nhà ơi.
Ngon quá. Ngon ha. Ngon. Ghê. Đấy. Hả? Em ơi. Ừ. Trời nhờ Lộc Bi quá. Bi không ăn bận ơi, mẹ được ăn này. Nhờ Lộc Bi nè. Thứ món này mẹ cho đâu mẹ kinh này nha cô chú. Trời không biết đâu hả? Dạ mẹ thôi mời đi. Xin chào. Trời đất ơi, xin chào. Nó nói cái đầu nó là đầu đá, đi giống như con dê, hút hút giống như con dê vậy. Thôi đi, bị hút, bị hút giống như con dê. Ôi trời. Mày rồi nhà không có sữa hả mẹ? Có. Không đã cho không cho. Tại mẹ tính cho con uống nước. Ăn cơm rồi mà uống sữa. Wow, cái nước nó ngon dễ sợ ngon luôn á. Nè là mình chế này. Con là không ăn chế ra chờ. Ba ơi. Ừ. Cho bánh kem. Bánh kem? Dạ. Scooby ba, cho bánh kem Scooby ba. Ok. Cái diễn ba cho cả nhà. Bi có mẹ không? Mẹ. Bi có mẹ không? Có mẹ chứ. Mình sao diễn ba gì nhỉ? Tại mẹ ở đây ra là mẹ mà thông ba gì là xúc là đi được. Vậy đó. Dạ mẹ làm gì rồi mẹ dậy rồi mẹ ơi. Đi dậy gì? Ba ăn chưa? Ăn kem mẹ ơi, mẹ ơi, này cái này của mẹ. Cái nào kem chứ bánh kem thì trời. Mẹ coi nha. Cái đó là cái kem. Ừ, kem, con lại nói kem mà. Nhưng mà con nói bánh kem. Sao rồi ba cũng nói theo bánh kem luôn. Mẹ nói kìa, nãy con nói kem. Trời trời, có rõ ràng nha. Có chứng cứ rồi. Là cho clip thử đi. Ngồi mẹ cho coi. Thiệt không? Thiệt chứ. Ừ. Có tật hay quên. Chắc đặt tên là chị quên. Chị quên là chị quên. Chị quên hả?
chị. À chị. Ừ. Chứ đâu phải chi. Chị là Bi đấy. Mẹ ơi, mẹ kêu con. Mẹ kêu con hôm nay thôi chị đây nè. Chị Bi. Chị. Chị ơi. Sao dạ con? Sao dạ em? À, sao dạ em? Chị mới sinh con. Quê. Cái gì bủa ấy? Chân này ui, nó kìa một rồi. Con là ăn gì nè mẹ con? Con là ăn gì nè? Ngồi đó coi, ăn gì con? Ăn từ trên xuống dưới. Cô ơi. Cái gì mà cô vậy? Nhỏ ông nhỏ ơi rồi. Cô ơi. Ông ơi. Ông bà ơi. Good. Ai không hết rồi cả nhà ơi. Barbie kêu là nấu 3 gói thôi. Nhưng mà mình nói trời, bình thường ăn 3 gói là lên gấp vài đũa là hết rồi. Mình kêu 4 gói đi, nhưng mà sao hôm nay cái gói mì nó bự hơn hay sao? Cái loại mì này nó bự hơn hay sao? Với lại mình bỏ hải sản, cho hải sản này nhiều vô nhiều nè, như là rau nhiều á. Cho nên hôm nay ăn như vậy xong là no rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn nhiều để còn ăn tiếp. Sẽ cái thả như nó bị nó nói là nó 3 gói rưỡi rồi. Rồi hôm nay quay đến đây thôi nè. Chào cô chú nè. Bye bye. Bye bye.